Thịnh Long 21 năm. Yển Tông Thánh Sư Lỗ giả tử phát minh ra máy hoáng hơi. Vương Triều thời xưa sải bước trên ngã trẻ lịch sử. Xe ngựa, ô tô, thuyền rồng đi trên không. Sóng gió viễn dương không còn là trở ngại, hành trình lên trời lại càng trở thành tiêu khiển hàng ngày, kiếm, súng, áo giáp cơ khí. Trình độ khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày khiến tốc độ thay đổi của thời đại vượt xa tưởng tượng thẳng đến vị thế linh hồn xuyên qua vực ngoại vô cùng quan ảnh. Mang theo trấn hồn quyển trục không biết lý do hàng lâm hậu thế. Đến đây. Yêu quái, quỷ tục, dị kỳ, quái vật không thể gọi tên, tràn ngập điên cuồng vặn vẹo linh hồn, thành hắn thăng cấp chi giai. Thiên đình, yêu ma giới, địa ngục đạo, sụp đổ tiên thần chỗ ở, thiên ngoại chi vực bồi hồi khủng bố tồn tại, lịch sử ẩn giấu bí mật chờ đợi hắn đi khai quật. Tiểu thuyết máu chốt. Từ trấn hồn quyển bắt đầu không đạn cửa sổ, từ trấn hồn quyển bắt đầu TXT toàn tập đao loạt, từ trấn hồn quyển bắt đầu chương mới nhất đọc. Chương 1 Dưới ánh trăng khói Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Dưới ánh trăng hiểm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Trấn hồn quyển bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Tu hành bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Ta mộng đẹp bên trong tu hành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Tìm yêu tung. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Tàn môn quả Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Một bên trong chi quỷ thời gian đổi mới là sớm muộn 8 điểm, mọi người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Lỗ hổng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Trò hay mở màn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc